Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm trân trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, nhiều gia đình ở khu phố Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nơi năm 2013, Tổng Bí thư đã về thăm, đã lập di ảnh để thờ Tổng Bí thư cùng gia tiên. Chị Phượng cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, gia đình chị và nhiều người dân thôn Trai Trang rất buồn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đáng kính trong lòng người dân, đặc biệt chị và người dân trong thôn đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư năm 2013 trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn. Tổng Bí thư là lãnh đạo cao cấp nhưng rất giản dị, gần gũi và ân cần hỏi thăm người dân trong thôn. Những lời chỉ bảo, tác phong làm việc của Tổng Bí thư sẽ là động lực, là tấm gương để chị và gia đình học tập, noi theo. Năm 2013, bác Trọng có về thăm thôn Trai Trang nhà chúng tôi. Thoạt đầu chúng tôi cứ tưởng là bác là vị lãnh tụ của cả nước, bác là Tổng Bí thư thì bác phải có khoảng cách với dân. Nhưng khi bác về đến thôn Trai Trang nhà chúng tôi thì chúng tôi mới biết được rất gần gũi, rất thân thiện và bác còn hỏi thăm từng người. Nên khi mà được tin bác mất, người dân Trai Trang chúng tôi rất bỡ ngỡ, bàng hoàng.